Với mục tiêu đạt nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất, xã Quang Phú đã huy động mọi nguồn lực tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Cùng với đó là từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh ngành nghề truyền thống là đánh bắt thủy hải sản, xã Quang Phú đã chủ trọng đẩy mạnh sản xuất, chế biến các mặt hàng thủy hải sản phục vụ du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển các dịch vụ kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn. Tại đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025, thì sau khi đánh giá tổng quan chung của toàn xã và cùng với kỳ việc mà Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với thành phố là lựa chọn du lịch dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, của thành phố, thì đối với địa phương xã Quang Phú thì sau khi đánh giá tổng quan và nhận thấy du lịch dịch vụ của địa phương trong cái nhiệm kỳ trước đó là đã đạt được những thành tựu rất là khả quan và đem đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì địa phương cũng đã quyết định lựa chọn là du lịch dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Đến nay, hạ tầng du lịch, hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi trên địa bàn xã đã được xây dựng đồng bộ. Nhiều khách sạn cao cấp được đầu tư xây dựng mới với quy mô và chất lượng, cùng với hàng chục cơ sở lưu trú, nhà hàng và nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống khác. Từ đầu năm đến nay, giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch của xã Quang Phú ước đạt 71,5 tỷ đồng. Xã rất là tạo điều kiện cho hoạt động, các anh các chị luôn luôn thăm hỏi động viên rồi hỏi để các cái khó khăn gì cần hỗ trợ. Ví dụ như vừa rồi ở ngay ở bên dưới này thì đang có cái công trình thi công là làm bờ kè, thì sẽ rất là bất tiện cho khách tắm biển. Thì cùng khi mà mình nhìn thấy cái điều đấy thì có phản ánh về bên của xã, thì xã cũng can thiệp để mà tạo cho khách có một con đường đi xuống biển, cho nên mùa hè này khách vẫn cảm thấy rất là vui. Bên cạnh các ngành nghề dịch vụ du lịch, hoạt động tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn cũng được phát triển mạnh mẽ với gần 60 cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung ở các ngành nghề như chế biến thủy hải sản, sản xuất nước uống đóng chai, nhôm kính, mộc dân dụng, vận tải, xây dựng. Lúc trước là hai vợ chồng là làm xưởng cửa gỗ và mộc, nhưng mà sau vào đây thì gần khu du lịch quá cho nên là phải chuyển đổi sang nghề đá nước để phục vụ cho cả cái nhà hàng khách sạn ở gần biển á. Quá trình mình xây dựng hoạt động cơ sở thì bước đầu thì cũng rất là hơi khó khăn vì mới ra thị trường đó, nhưng giờ chứ thì cũng ổn định rồi. Những kết quả trong phát triển kinh tế ở xã Quang Phú hiện nay cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm nông thôn, hướng đến các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch là phù hợp và có thể khai thác hiệu quả các lợi thế ở địa phương này. Nhìn xa hơn, đó là sự gắn kết xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và vùng đô thị, tiến tới xây dựng bền vững các tiêu chí nông thôn mới ở một làng quê ven biển.